những đồng xu được làm từ xương sọ người đã khuất. Ninh Thuận là địa bàn sinh sống của đông đảo người chăm, có tới hơn 60.000 người chủ yếu tập trung ở hai huyện Ninh Hải và Ninh Phước, bao gồm hai hệ phái, chăm Bà Ni theo đạo hồi và chăm Bà La Môn theo đạo Bà La Môn. Trong đó, cộng đồng chăm Bà La Môn trong bài này gọi tắt là người chăm, có tục hỏa tán người chết rất đặc biệt, dễ khiến người ngoài nổi da gà trong lần đầu biết đến. Các cụ già chăm cho biết, cộng đồng họ quan hệ cái chết không làm đứt quãng mối quan hệ giữa người chết và người sống. Con người chết đi chỉ là sự chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác và có thể mang đến điều tốt đẹp hay tai vạ cho người đang sống. Để tiếp tục tham gia vào công việc hàng ngày tại nơi ở mới, linh hồn người chết cần được siêu thoát. Tục đẻo sọ người khi hỏa táng bắt nguồn từ quan niệm trên. Khi tới làng chăm mỹ nghiệp, nằm ở thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận. Từ phía quốc lộ 1A đi vào chừng hơn một cây số là thấy ngay những mái nhà của người chăm nằm rải sát hai bên đường liên xã được trải bê tông phẳng lì trong ánh nắng ấm áp. Ông Phí Văn Ngòi, 67 tuổi, một người từng nhiều năm gắn bó với mảnh đất này cho biết, trong quan niệm sống của người chăm theo dòng bà Lam Môn nơi đây, nghĩa địa cút chính là nơi linh thiêng và trang trọng nhất khi một ai đó chẳng may mất đi gia đình sẽ đem an táng ở một ngôi mộ trong khuôn viên một khu đất hoang phía sau làng lễ an táng lần này chỉ mang ý nghĩa bước đầu tạm bợ nên tất cả mọi việc được hoàn tất rất nhanh chóng không nghi lễ cầu kỳ sau khoảng một năm gia đình bắt đầu mời thầy cúng ông cả người thân quyến và các chức sắc trong làng đến cải tán vận mộ cho người đã khuất lúc này rất nhiều nghi thức trang trọng và tỉ mỉ mới được diễn ra đặc biệt là nghi lễ nhập cút. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cút thực ra chính là một hòn đá được lấy dưới đáy biển hoặc trên núi cao, sau đó được đẽo gọt chạm trổ với những họa tiết hết sức đẹp đẽ hình trụ tròn, rồi chôn cố định trong nghĩa địa. Mỗi phiến đá cút như vậy được những thế hệ người chăm nơi đây thờ cúng rất linh thiêng. Có nhiều thư tịch cổ của người chăm vùng Ninh Thuận, Bình Thuận khẳng định rằng, nhiều phiến đá cút ở các lăng mộ vua chúa mà đến nay đã tìm thấy có niên đại cách đây cả ngàn năm. Điều đó chứng tỏ tục lệ này của đồng bào đã có từ rất lâu rồi. Ông ngồi kể về những nghi thức đẻo những đồng xu bằng xương sọ người. Cụ thể, sau khi cải tán, xương cốt sẽ được phân loại ra. Các loại xương bình thường khác đều được cho vào lò hỏa táng phía sau nghĩa địa cút. Còn riêng xương hộp sọ, phần xương trắng sẽ được giữ lại những thầy cúng và ông cả sẽ làm nhiệm vụ đẽo xương sọ thành hình những đồng xu tròn. Công việc này thoạt nhìn có vẻ ghê rợn nhưng với đồng bào người chăm nơi đây, nó lại vô cùng linh thiêng và tôn kính. Để đẽo được những mảnh xương sọ cứng như đá ấy thành những đồng xu tròn chỉnh là một việc rất gian nan, có khi phải làm cả ngày trời chứ không ít. Ngoài những dụng cụ sắc nhọn cần thiết thì những thầy cúng còn phải có bàn tay chắc khỏe, tài hoa nếu muốn những mảnh xương đó trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Đặc biệt, người chăm còn quan niệm rằng xương sọ của nữ giới sẽ được đẻo thành 9 đồng xu, còn của nam giới được đẻo thành 7 đồng như một quan niệm về sự bất tử. Trải qua hàng trăm năm, người chăm bà La Môn ở Ninh Thuận vẫn giữ tục lệ cổ xưa, coi đó là cách thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất, để các nghi thức trở nên nhẹ nhàng hơn. Hiện nay, mỗi hộp sọ người đá quốc chỉ chọn lấy một mảnh xương trán, đẽo thành một đồng xu duy nhất. Còn tất cả những phần xương cốt khác đều được đem hỏa tán. Họ tin rằng phần hồn vẫn còn, nếu được nhập cốt sẽ trở nên bất tử. Cuối cùng, tất cả những đồng xu xương sọ ấy sẽ được cất vào trong những chiếc hũ sành lớn để cạnh những phiến đá cốt trong nghĩa địa, địa. Sau khoảng thời gian 5 đến 10 năm, hoặc chờ đủ 15 đến 20 năm, sẽ đem làm lễ nhập cút bên tộc họ mẹ. Cút là nơi thờ cúng chung của dòng họ theo chế độ mẫu hệ. Mỗi người chăm từ khi sinh ra đến lúc mất đi đều mang tâm niệm phải trở về yên nghỉ bên mảnh đất của dòng họ mẹ, được làm lễ nhập cút và hóa kiếp với tổ tiên dòng họ. Nơi thành kính, linh thiêng và bất tử nằm giữa một cánh đồng rộng mênh mông nghĩa địa cút được trang trí bằng nhiều hình ảnh khắc họa cầu kỳ màu sắc sống động rực rỡ khác rất xa so với vẻ u trầm tĩnh mịch của những nơi thờ cúng lưu giữ thi hài của người kinh lần theo từng bậc thang ông ngồi đi vào bên trong khu mộ cút linh thiêng và huyền bí này mặc dù có cảm giác thoáng đẳng cùng những gam màu vàng đỏ xanh chói loại, nhưng trong tiềm thức vẫn có một cảm giác lạnh ở sống lưng bởi một cơn gió từ phía xa ập vào. Một cảm giác rợn rợn không thể khác ở những nơi đang chứa những phần thi hài của người quá cố. Trong khuôn viên rộng chừng 30 m vuông của gian nhà thờ chính giữa, có một dãy hàng cột đá tròn hình trụ được chôn xuống đất, đó chính là những phiến đá cút linh thiêng đang che chở những linh hồn bất tử của con người nơi đây. Vừa chỉ tay về dãy trụ đá cút, ông ngồi vừa nói, người chăm chúng tôi quan niệm những phiến đá cút này là bất tử còn thân xác con người chỉ là tạm bợ nương nhờ trong trần gian chốc lát mà thôi vì thế con người khi chết đi được cải tán và hóa thân vào cút là coi như được tồn tại mãi mãi bất tử cùng năm tháng vậy về nghi thức nhập cút ban đầu những đồng xu hợp sọ này sẽ được tắm rửa tẩy trần bằng nước mưa tinh khiết bằng rượu nồng thơm tho khi mới được nhập cút khi ấy, trước sự chứng kiến của người thân, những già làng, các vị chức sắc và đông đảo người dân, lễ nhập cốt được diễn ra. Nó được coi là nghi thức biến con người thành bất tử, đó là việc từ những mảnh xương cốt của con người bình thường, có thể bị mục nát theo thời gian sẽ được làm lễ cho cái xương quan trọng nhất, nhập vào phiến đá cốt kia, mãi mãi tồn tại như một ý niệm về sự bất tử của những linh hồn khi con người mất đi vậy những xương cốt trần tục được làm lễ để nhập vào phiến đá cút kia để mãi mãi tồn tại với thời gian, mãi mãi vĩnh hằng dưới ánh mặt trời. Tìm hiểu về những nghĩa địa cút của đồng bào người chăm, thấy rằng trong những nghĩa địa cút này thường chỉ có một số ít những phiến đá cút, thường là bảy trụ đá nhưng lại có hàng ngàn đồng xu hợp sọ được nhập cút ở đây. Chính điều đó mới dẫn đến việc có nhiều linh hồn cùng được nhập cút vào một phiến đá. Với đồng bào, đó là một việc khá bình thường, bởi nhiều linh hồn được nương nhờ trong một viếng đá cút bất tử cũng khá bình thường. Tuy nhiên, trong nghĩa địa cút lại phân ra làm hai loại cút, là cút chính và cút phụ. Theo những già làng người chăm, cút chính là nơi nhập hồn cho những người mất bình thường, qua đời tại nhà, trong vòng tay người thân. Đó là sự ra đi êm đềm, bản thân người qua đời và những người xung quanh cũng cảm thấy an lòng, còn quốc phụ là dành cho những người phải nhận cái kết khác thường. Đó là chết đường, chết chợ, chết ở những nơi không phải là nhà mình, hoặc những người bị dị tật khi mất, hoặc của những người ngoại tộc như vợ hoặc chồng ở nơi khác kết hôn với một người chăm bản địa. Vì thế, người chăm rất sợ qua đời ở bệnh viện và kết hôn với những người ngoại tộc, bởi như thế, khi mất đi họ sẽ phải nhập vào quốc phụ. Tuy nhiên, ngoài những nghĩa địa cốt được xây dựng trang trí và bền vững, thì còn có một số nghĩa địa cốt khác ở trạng thái hoang sơ hơn. Đó chính là nghĩa địa cốt ở các làng châm, như làng Ba Tháp, làng châm gò sạn thành phố Phan Rang Tháp Chàm, với những ngôi mộ cốt chỉ là những phiến đá đơn sơ được xếp liền nhau trên những bãi cát phẳng lì. Khi ấy, cái đồng xu xương sọ sẽ được chôn ngay bên dưới những phiến đá cốt này. Hàng năm, và những ngày lễ quan trọng của dân tộc mình, ngày dỗ thì người thân và cộng đồng làng châm thường đến những nấm mồ cốt này để cúng lễ khấn lạy. Lễ vật thường rất đơn sơ, chỉ là các loại trái cây thông thường